Tôi tiến hành thử nghiệm việc sử dụng điện thoại HTC Desire S kết nối vào hệ thống OpenScape Voice. Thì hệ thống điện thoại smartphone HTC Desire S chạy điều hành là Android, hỗ trợ cái việc là đồng thời cho phép đăng nhập cái tài khoản SIP hệ thống. Thì chúng tôi sẽ thiết lập một số cái tính năng SIP ở trên này, sau đó mình sẽ chọn chế độ là lưu. Thì tài khoản này đã vô trạng thái là nhận cuộc gọi. Thì khi hệ thống ở trạng thái nhận cuộc gọi thì mình có thể tiến hành gọi vào trong hệ thống như là một cái terminal iPhone bình thường. Dạ, ví dụ như mình sẽ gọi một cái số là 105. Thì dùng nó sẽ cho điện thoại di động, nó sẽ thông báo là mình sẽ gọi qua điện thoại di động hay là gọi qua internet. Gọi qua internet thì nó sẽ đổ chuông ở trên cái máy điện thoại bàn. Alo. 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 Cuộc gọi hai bên đều ở trạng thái là kết nối. Tương tự như vậy thì có thể tiến hành gọi lại từ ứng dụng, từ một cái điện thoại bàn đến một cái smartphone thông qua hệ thống wireless. Chúng ta sẽ gọi số là 110. Gọi kết nối. Thì đến đây thì em xong vấn đề là sử dụng smartphone Android để gọi về phòng OpenScape UC của Siemens.